5 lời khuyên cho bạn nếu không muốn nhận hậu quả của bọc răng sứ sai cách. Các cụ đã có câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh, và đây là câu nói rất đúng trong nhiều trường hợp, nhất là trong nha khoa. Khi mà các bạn đã bọc răng sứ, nếu không biết những điều trong video này thì có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy các bạn nhớ xem hết video này nhé. Trước khi bước vào nội dung chính, cho những bạn chưa biết đến bác sĩ Cường thì tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường, tốt nghiệp bác sĩ và thạc sĩ tại Đại học Y Hà Nội và đã từng công tác tại Bệnh viện Việt Nam Cuba đầu ngành về răng mặt với hơn 10 năm kinh nghiệm. Và tôi cũng tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Đại học Yonsei, một trong 3 trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc về y tế. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để chúng ta gặp lại nhau nhiều hơn mỗi ngày nhé. Và ấn vào nút quả chuông để mỗi khi bác sĩ Cường ra video thì các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên nhé. Và có cách nào để tránh những cái hậu quả không mong muốn của bọc răng sứ không? Thì đây là câu hỏi của rất nhiều khách hàng trước khi bọc răng sứ và sau khi bọc răng sứ hỏi bác sĩ Cường. Và để tránh những cái hậu quả không mong muốn khi bọc răng sứ thì dưới đây là 5 lời khuyên mà tôi đưa ra. Thứ nhất là hãy tìm một nha sĩ chất lượng. Việc lựa chọn một nha sĩ có kinh nghiệm và đủ chuyên môn để thực hiện quy trình bọc răng sứ. Và hãy nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về kỹ năng và đánh giá về các bệnh nhân trước đó, xem là bác sĩ có đủ đảm bảo uy tín hay không. Thứ hai là hãy chăm sóc răng miệng đúng cách. Và để răng sứ được bền vững thì hãy duy trì một chế độ chăm sóc răng miệng tốt. Đánh răng đúng cách ít nhất là 2 lần mỗi ngày và sử dụng chỉ định từ nha sĩ và không bỏ qua việc sử dụng chỉ nha khoa nhé. Và thứ ba là tránh các chất gây mòn, hạn chế với các chất gây mòn như là rượu, thuốc lá và đồ uống có ga. Những cái chất này có thể làm mờ hoặc làm hỏng bề mặt răng sứ và gây hại cho nha chu. Và thứ tư là tránh cắn, nhai vật cứng, hạn chế cắn và nhai vật cứng như đá, kẹo cứng, bút chì. Những cái hành động này có thể gây nứt hoặc vỡ răng sứ. Thứ năm là kiểm tra định kỳ, thường xuyên kiểm tra và làm vệ sinh răng hàng năm tại nha khoa để đảm bảo răng sứ của bạn ở trạng thái tốt nhất nhé. Và bạn cũng nên thảo luận với nha sĩ về bất kỳ vấn đề hay biểu hiện nào gặp phải để được tư vấn và điều chỉnh kịp thời. Và hãy nhớ, đây là những khuyến cáo của bác sĩ Cường qua hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa những cái hậu quả bọc răng sứ do không biết cách chăm sóc. Và xin khẳng định một lần nữa, việc tuân thủ hướng dẫn và quy tắc chăm sóc từ nha sĩ của bạn cực kỳ quan trọng để đảm bảo cho răng sứ được bảo quản và duy trì trong thời gian dài. Chăm sóc và bảo vệ răng miệng ngay từ bây giờ là chìa khóa vàng để cho bạn có nụ cười tự tin và một sức khỏe rạng rỡ. Và nếu có bất cứ điều gì cần thắc mắc về phương pháp bọc răng sứ thì hãy inbox cho bác sĩ Cường và bác sĩ Cường sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và nếu thấy video này hữu ích thì hãy lan tỏa cho cộng đồng. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào. Cơ sở 1 Dr. Cường Dental, 28 phố 4, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook: Nha khoa thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại: 0974 598 669. Cơ sở 2 Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook: Nha khoa Eco Dental Eco Park. Điện thoại: 0965 485 669. Cơ sở 3 Ocean Dental, mặt trong tòa S208 Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook: Nha khoa Ocean Vinhomes Ocean Park. Số điện thoại: 0968 888 105. Website: dcdental.com.